để ý đi, bạn làm cái gì, bạn kết nối cái gì, bạn sẽ thấy tần số rung động của nó như thế nào. Rồi mình nhờ cái đó mình sẽ quyết định sáng suốt hơn, mình dùng 24 tiếng trong một ngày của mình như thế nào. Bạn nào mà có cái độ tỉnh giác cao sẽ tự thấy tần số rung động của mình, sẽ biết cần phải làm gì. Rung động mà tần số rung động của sự tiêu cực á, mình tạm gọi là rung động thấp đi, trì trệ đi, là nó năng lượng của bệnh tật, cõi thấp. Tần số rung động mà cao á, rung động mạnh á, tinh tế á, hoặc là không có rung động của niết bàn luôn đó, thì á, là những cảnh giới cao hơn. Niết bàn là giải thoát tuyệt đối. Khi ngồi thiền á là nó ùm ùm, mà các bạn để ý đi, mỗi lần mà các bạn ngồi thiền mà nó ùm, nó rung động rất là nhanh, rất là mạnh, mà nó thanh lọc nhanh mạnh á, lúc đó nó phê nhất, lúc đó định rất là mạnh thì nó rung động rất là mạnh. Tại phải như vậy đi, mình không có đi theo ngôn ngữ của xã hội đặt ra tùm lum hết. Bữa nào rung động rất là mạnh, bạn rất là phê, định mạnh á, thì tần số rung động nó mạnh, nó thanh đó. Và từ từ nó càng thanh, nó thanh từ từ, lúc đó là an lạc. À, còn rung động mạnh á là nó hỉ, nó rung động mạnh, nó vẫn thô nhưng mà nó phê. À, rồi lạc nó tinh tế hơn, rồi nhất tâm nó tinh tế nữa, rồi niết bàn là nó không còn tần số gì hết. Còn á, bữa nào mà mình làm gì mà mình ngồi thiền á, năng lượng nó bị nghẽn luôn, nó nghẽn, nó không đi, nó không động, nó không rung động luôn, nó nghẽn, gọi là nghẽn. Nào biết rồi đó, bữa đó là cần bữa đó làm cái gì đó, phải quan sát lại, cần thay đổi những cái đó ở tâm giác thôi. Dao động thô biết nó dao động thô, dao động tế biết nó dao động tế, đừng có bị nó cuốn theo. Nó làm chủ nó, biết cái nào tốt thì hành động, suy nghĩ, nói theo. Còn cái nào mà thấy nó có đem đến kết quả tiêu cực á thì không làm, không nói theo, không hành động theo. Khi mà nó nhiều quá đó, ngồi thiền mà nó thấy tự động nó trôi đâu mất tiêu. Rồi còn lại là gì? Cái bình an, niết bàn. Rồi nhưng mà các bạn sẽ thấy trong giai đoạn này các bạn cần phải thiền rất là nhiều, ngay cả tâm mình cũng phải thiền rất là nhiều. Để ngồi một chút bắt đầu mình vô các trang mạng xã hội, trời ơi nó rối nùi ở trong, rồi bắt đầu ngồi thanh lọc. Từ từ rồi những cái đó nó sẽ chỉ mình biết làm gì để mình giữ mình thanh tịnh á, để cuộc sống mình á bình an, nó hạnh phúc, trí tuệ mình nó lưu thông. Họ không biết họ đang làm cái gì á, giống như là cứ kết nối với tùm lum thông tin á, thông tin của sự hận thù, sự đấu tranh, rồi sự sợ hãi, rồi sự ganh tị, rồi sự so sánh hơn thua, rồi vô một lát mình thấy tự nhiên nó nặng ùng, rồi phải ngồi thanh lọc nó ra sạch. Đó thì lúc đó cái kim chỉ nam, cái quy luật về năng lượng sẽ là người thầy chỉ cho các bạn biết cần làm gì để cân bằng, để làm, để sống một cuộc sống này có ý nghĩa đó, làm những cái chuyện tốt đẹp, thanh tịnh, hạnh phúc, tích cực, năng lượng cao, để hạn chế mất thời gian mình vào những cái mà chuyện phím mà nó tiêu cực á, nó làm cho cuộc sống mình rất là bất an, rất là dao động.